Hôm qua, ông Lưu Văn Điền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ; ông Lê Nam Giới, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Trần Quốc Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Võ Thành Thống, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, đến dâng hương tại đền thờ Vua Hùng, thành phố Cần Thơ. Tại đây, các nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ đã dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức Quốc tổ Hùng Vương và các vị tiền nhân có công dựng nước. Sau nghi thức dâng hương, các nguyên lãnh đạo đã đến tham quan phòng trưng bày sưu tập đồ đồng văn hóa Đông Sơn, phòng trưng bày bảo tồn và phát huy tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương vừa được Bảo tàng thành phố đưa vào hoạt động dịp dỗ tổ Hùng Vương vừa qua. Dịp này, các nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ còn trồng cây lưu niệm trong khuôn viên đền thờ Vua Hùng.